Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi nhan giả chí thành đăng bảo an nguyện cầu đệ tử bình an ni, Việt Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Nhật tăng huy kim niên kim nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương ni, nước khói hương trên ni đàn giải thoát ni, thoáng mùi hoa ưu bát ni thơm bay ni. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng y chói chói hiệu Phật này gì y đà ngự trước tòa lưu ly bảo điện Phật dưới trên cửu long ý phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn đức tòa thì ngai vàng sợ sợ ơi phóng hào quang rực rỡ vân niên đi đi
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Na Tăng Thiên Già Na Đức Hộ Pháp Ma Di Đà Thiên Tướng Vận Thần Thông Thánh Mẫu Thiên Đình
Quán Thiên Công Chúa Quế Quỳnh đôi bên, hội Quỳnh Tiên khăn điều, áo thắm trốn quảng ngàn, nội cấm vào ra cận môn tứ vị vua bà, công đồng thánh mẫu tam tòa, chúa tiên đền sòng sơn địa tiên, vương mẫu đền sòng sơn thờ địa tiên, vương mẫu chốn phủ dày, nổi dấu thiên hương tình mời, thánh mẫu đệ tam. Thank you.
xa
quốc nghi sầu kỳ việt nam chân chân đi. Ta vì tiền thánh ngân sáng sinh phù tội.
quan phó cho phụ sự tối Thank you.
hồi kinh tam quang chiếu bao la thế giới phật nhật bình soi trói giỏi tam thiết đi biệt thờ phong nguyện phù bi Thank you.
Tới gà phố ghép ở vào
qua trời vô hạ đường đi vào có thân. Kinh phong lát đi bố của túi tốt vật công tài câu lông cầu bình đi áp đi học lát đi
trông đẹp sáng tựa hào quang, sống đang xuống mưa dịu dàng khoan thai, hát bên tai bạc ngắn bạc dài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay cầm đàn tinh nghi níu độ níu đường phán ra tin màn tin mường xa như đồng nghề chẳng biết chàng linh trần gian nghe ai ai đều biết chú nguyện đi hò mỗi thèm ai bước sầm sầm cha kinh đình mong chúc mong ra
chiêu từ chúng ta thích tặng cùng là tí tội mà cân cận thánh chúa đi chung thương tay chúa về chân đến sơn tràng ấy sắc phong mang cảnh ý cung tỉnh chúa bà
khứa thành ra hồi tôi mặc lấy đi tôn quang tam quốc nghe lên đi tới bắc giang yên thế hỏi thăm người đền đình thờ tuyết đi chú cà phê bột sơn thủy sơn quê
ta
mà bất lương. Khuyên quay đầu lại tìm về đường tu tâm, mang tài cứu nước cứu dân nè. Sầm chớm chưa dấu phong bà chưa bóng về, về đến đây sẽ lon xa cho các thanh đồng nghề thỏa nỗi chờ mong. Như đêm đông đập ánh trời hồng, như rừng có ta như sông có buồn. Giá đến đi đầu thượng thiên nhiên.
loạn giá đến đi châu đi khập ban đi sắc nghi chỉ công hầu quan điểm nhất xa y y chưa tin trùng đường sáng lang tập chi âm từ bi mật chúng sinh phổ ngã kim định để hai quan và chú thiên tôn văn sơ dân đến thượng đài văn sơ dân đến quan về tổng đôi chú biên rõ ràng đồ cho đệ tử cho đệ tử được muôn đời hạnh thông quan về chức sứ nhận người sơ cánh quả tiên quan về sơ cánh quả tiên độ cho đệ tử được phúc lành để ta ông về sơ cánh tẩy diệt cho trần quan bề tẩy diệt cho trần bắt hoa ra phần tươi lạc vừa phát về tẩy diệt cho trần tẩy hết bụi trần nước tiên tẩy hết bụi trần thanh cao rồi được mười phần thanh cao phát về tẩy diệt cho trần cho đồng trà chất cho đồng công về trà chất cho đồng
chẳng đi cái giới tơ bỏ bấy lâu về khai sáng cho đồng. Bóc vỏ soi tâm quan vì bóc vỏ soi tâm phương tu đệ tử phúc hồng đề đa quan vì bóc vỏ soi lòng. Bóc vỏ soi lòng quan vì bóc vỏ soi lòng soi từ lòng trực soi về dương gian đổ cho đệ tử bình an. Dòng trứng sông lại lở ra sông hạt thông lại lở cây thông dường ra quan để bóc vỏ soi tâm. Bóc vỏ soi tâm ông lớn về ngài bóc vỏ soi tâm soi từ lòng trứng soi để dường ra đổ cho được tử bình an. Trứng sông lại lở ra sông hạt thông đại lầy trời thông bầu lầu bốn mùa rất tốt đẹp hoa. Lại lở ra sông xuyến sông lại lở ra sông hạt thông lại nở cây thông ruộng là bốn mùa xanh tốt đẹp hoa. Làm để trao khăn ông lưng về ngài làm để trao khăn tu đệ tử yên đối đời làm tôi ông để làm như sao khăn. Chân chính đất đồng hôm nay chân chính cất đồng ông trao khăn dấu đối đời nào con ông về chân chính cất đồng. Chép sổ ghi đàn ông về chép bút di son ngày giờ chân chính gia trình hôm nay ông về chấp phúc phi son. Chứ đen ông bỏ chứ bảo ông về về cho mình chỉ bình an. Phủ khai hồ ông về đập phủ khai hồ khai xong đường mát cho đồng nhất tâm ông về đập phủ khai hồ. Đây ở thượng thiên nước này đây ở thượng thiên độ cho đệ tử được phúc lành để đa lấy ngày nước ở thượng thiên. Biết ngày lấy ở sông ngân đi tắm cho linh mới sạch thông bụi trần bước này lấy ở căn nhà. Tiếng cây tươi tốt tốt mùa nước hoa bước này lấy ở sông ngân. Tắm cho đệ tử sạch thông bụi trần bước này lấy ở sông ngân. Cấp thực cấp liên quan đến về ngài cấp thực cấp thương cấp ngân cấp xuyên cho trần giàu sang từ nay sẽ được giàu sang. Ban lộc tiếp tài quan về ban lộc tiếp tài ban ngân ban xuyên cho trần vinh hoa từ nay cũng được vinh hoa. Xa pháp quân cầu độ cho đệ tử theo cầu mà lên qua cầu quan cho qua cầu. Làm đệ quân cầu ông đến về ngài làm đệ quân cầu độ cho đệ tử qua cầu bình an qua cầu quan cho qua cầu. Người sang thế ý
phật cơ mọi trời cứu thế độ an dân sắc sắc vua phong y tượng đàng đình ô thật khắp hòa chúng làm bằng các điều cầu vọng ngơ bái thank you.
cấp cơ sở quan về trực đàn xuyên ngang tích tăng cung giảm kỳ phục hoàng thất cận thanh chúa tiên trục hương giảm là tập tri ân từ bi mất chúng sinh phổ ngãn kiên định được khai quát quả chủ thiên tôn vạn sơ dâng lên trình quan về chép biên rõ ràng đồ cho nhị bình an mở phù khai đàn hôm nay mở phù khai đàn mở cho đệ tử phúc dài đời lâu về mở phù khai đàn trên tay dân lá số hồng quan về tâu đối chép biên rõ ràng vì cho đệ tử bình an giờ này đi chức trung đồng ngộ đồng quan lớn chỉ tìm sơn đông quan về phi biên chép biên rõ ràng khi cho hai chúng ta khang tẩy hết bụi trần đương tin tẩy hết bụi trần thành cao lịch sự mười phần thanh cao quan về lau mặt cho trần quan về rửa mặt cho trần mặt hoa ra phần ơn ông đời đời quan về rửa mặt cho trần bồ tây sờ đánh quạt tiên quạt từ bốn phủ quạt về đến tây gió này lấy ơn tượng đàn đem về quạt mát cho đồng hương này gió này lấy ở trên đàn cắt tóc làm tôi đệ tử con nguyện cắt tóc làm tôi chỉ theo phật thành dưới theo đồng thầy dốc một lòng không sao được sai khai sáng cho trần quan về khai sáng cho trần độ cho đệ tử thông minh lầu lầu quan về khai sáng cho trần bóc vỏ soi lòng quan về bóc vỏ soi lòng độ cho đệ tử ước phật hạnh thông quan về bóc vỏ soi tâm chứng sông đại lợi ra sông hạt thông đại lợi chơi thông lầu lầu bút của thanh tức hoa bóc chúng soi tâm mông về bóc chúng soi tâm soi tâm soi tình cho người trần gian đông về bóc chúng soi tâm lại lở ra sông chiến sông lại lở ra sông hạt thông lại lở thanh thông dùng ra bốn mùa xanh tốt nở hoa bóc vỏ soi tâm quan đứng về ngài bóc vỏ soi tâm hương phù đệ tử đưa phúc lành để đa quan về bóc vỏ soi lòng vỏ soi lòng ông đứng về ngài bóc vỏ soi lòng độ cho đệ tử phương phật hành thông quan để bóc vỏ soi tâm chấp thủ ghi đàn đông về chấp thủ ghi đàn ngày giờ chấp định gia trình hôm nay ông về chấp thủ phi xong chấm lĩnh nhất đồng mua ngay về chấm lĩnh nhất đồng hoàn trào khăn dấu đôi rồng từ đây về chấm lĩnh nhất đồng
đời thì con trên theo Phật thanh, dưới theo Đức thầy giúp đời không pháp không sai. Chắc số ghi đàn đức về chắc phê son, dấu đẹp đâu cổ phê vào sâu son phê cho hai chữ Việt Nam. Đời chữ trường sinh về cho đất kinh trường sinh, cửa nhà Khang Thái Khang Đinh cổng trường ông về khai diễn cửa hồ, quan về khai diễn cửa hồ mở cho đệ tử nối đời mà con bước này nữ sông ngân. Bước này nữ sông ngân tắm cho linh ơi thành thông bụi trần, bước này nữ sông ngân tưới cây tươi tốt bốn mùa đơm hoa đất mày lấy ở cần thà, tắm cho đệ tử sạch không bụi trần đất mày lấy ở sông sâu. Ngân cất xuyên cho trần tình hoa quán về cất thực cất thương, gia pháp quân cầu quán về gia pháp quân cầu khương phù đệ tử đưa qua cầu bình an qua cầu quán cho qua cầu. Quân cầu quan đứng về ngài làm đệ quân cầu phụ phụ đệ tử được phúc lành để đa quan về ra bắc quân cầu. Chắp chắp bông hoa
đua nở trên nâu cạnh sơn trác nghe quan ơn đệ nhị yên quỳnh kỳ sắc tặng phong ca còn đơn vị nai gián đàn diên hương phù đệ tử hàng đinh thọ trường xong một chiếc nhang tống về thoại thủ đêm ba cát tỏ thi đình địa thủ diêm la la chúng diêm la chúng đây là chúng diêm la tống về thoại thủ vương gia động đình vùng xong là chúng thoại thủ văn sư sinh tên thương mai văn sư dân lên quan về câu đối chép tiên rõ ràng phi cho cho đệ tử đường phúc lành để đa quan về chức phủ khai đàn chúng sớ nhận người quan đứng về ngài chúng sớ nhận người phúc phủ đệ tử đường phúc lành dài đâu quan về chức sớ nhận người đôi tay giặc lá sư hồng quan về biết chép phê biết cho trận ông về chấp phúc phương xa tống lên công đồng Phật thanh chúng linh được về tống lên thiên đình
cho trận nước tin tẩy diện cho trận hành thông rồi được người thần hành thông quan về lau mặt cho trận lau mặt cho trận quan đến về ngài lau mặt cho trận xóa đi cán bụi của người xương gian quan về xe cách quạt tiên xe cánh quả tiên quan đứng về ngài xe cánh quả tiên cả về tam bốn phủ ngài cứu dày dương gian cứu đâu người đó bình an thầy nguyện một lòng không dám được sai khai sáng cho trận quan về khai sáng cho trận quốc phụ đệ tử muôn phần thông minh quan về khai sáng cho trận lở ra sông chiến sông lại lở ra sông hà thông lại lở con rồng cháu tin quan về bóc cỏ soi lòng bóc vỏ soi lòng quan đến về ngài bóc vỏ soi lòng soi từ lòng trực soi về dương gian tự cho đều tự định tử bình an độ cho đệ tử bình an đa tài đa lộc điếm hiển vinh đời đời độ cho đi tốt về tươi chúc sao sao ngài lộ ra sông hạt thông lại lẩy trời thông lồng lồ bút mùa xanh tốt đẹp hoa soi tâm soi tình cho người chúng ta chúc sống và bạn để cho sống chấp linh nhất đồng hôm nay chấp linh nhất đồng quan trào khắc dấu đối dọc làm con đâu về chấp linh nhất đồng để tụi con trên theo phật thánh dưới theo đồng thầy suốt đời không sao không sai chắc chắn phía sau năm về giờ dù không đồng ngày giờ chân tính sao chuyện thì không may về chắc chắn đi đạo bỏ đi dấu đen phê vào dấu đỏ phê cho hai chữ trường sinh khai diễn từ hôm nay khai diễn từ hồ để cho đệ tử nối đời nằm tôi về khai diễn từ hồ bước này lấy ở sông ngân tắm cho linh ơi thành thông bụi trần bước này lấy ở sông ngân cuối cây tươi tốt tốt mùa đông hoa bước này lấy ở ngân hà tắm cho linh mới sạch thông bụi trần bước này lấy ở sông dâu cấp thực cho đồng hôm về cấp độc cho đồng cấp ngân cấp thiết cho thanh đồng dầu sang hôm về cấp thực cho đồng ra pháp luật cầu quan
xa pháp tuân cầu, độ cho đệ tử đi qua cầu bình an qua cầu, quan cho qua cầu. Nam đệ tuân cầu quan đứng về ngài, nam đệ tuân cầu độ cho đệ tử được theo cầu mà đi qua cầu, ông cho qua cầu. Cùng thích mời quan đệ tử vốn con trời
sắc cũng sọc kỳ vũ pháp. Trời trời sắc cơ dòng quyền quát đi đệ tử quy phục đi sĩ văn đi. Bày ra y đang chờ y bóc
vỏ soi tâm quan đứng về ngài bóc vỏ soi tâm soi từ lòng chừng soi về dương gian đổ cho đệ tử bình an. Đệ tử bình an đổ cho đệ tử bình an đa tài đa lộc hiển vinh đời đời cho đi tốt về tươi. Về bóc vỏ soi lòng cung phụ đệ tử than linh thọ trường quan về bóc vỏ soi lòng chức sống nay lộ ra sống hạt thức đai lầy chơi thức đầu đầu bước mùa xanh phút đẹp hoa soi tình cho người trần gian chứng rồng ngài nở ra rồng hạt thông đại lẩy trời thông đầu đầu bút mùa xanh phút đổ hoa làm để cho khăn lưng lớn về ngài làm để sao khăn cuộc phụ đệ tử lành để đao ban về chân linh đặng người chân linh nhập đồng hôm nay chân linh nhập đồng quan trao khắc dấu nối dòng từ đây quan về chân linh nhập đồng trên theo phật thanh dưới theo đồng thầy suốt đời không dám không sai chắc dù đi đàn đâu về chắc dù đi đàn ngày giờ chân linh sao chỉ hôm nay ông về chắc dù đi đàn dấu xếp biên ngài bỏ đi dấu mực phê vào dấu son về cho đôi chữ vuông tròn đập thủ khai hồ quan đến về ngài đập thủ khai hồ khai xong niềm mát cho đồng nhất tâm quan về đập thủ khai hồ nay ở sông ngân nước này nay ở sông ngân tắm cho đệ tử hạnh thân ở đời thầy lấy ở sông ngân cho cây cây xanh tốt cho cộng đồng hoa này nay ở sông ngân này lấy ở sông ngân tắm cho đệ tử hạnh thân ở trần nước này lấy ở ngân à. Cấp thượng cấp đường cấp ngân cấp xiên cho trần bình hoa quan về cấp thượng cấp đường xa pháp quân cầu ông đứng về ngài xa pháp quân cầu độ cho đệ tử đi qua cầu bình hoa quan về xa pháp quân cầu chép biên đi thọ trường
bao nhiêu kẻ ngang tàng bao ngược tính bước hại người chẳng trước thời sau thành xa hồi cung để từ con đi cấu đầu cung thủ tiến đạo quan châu quan đệ ngũ để nghỉ tuần tranh
thiết đi mở đường cho dân Nam quốc thái dựng cơ đồ vạn đại cao sâu nhớ xưa tình ngũ nhiệm mô màu quát đơn tuần tài chắc xa ngỡ bầu đi kim tinh Thank you.
mà sao ta chiếc thời bát nhiệt quá Thank you.
tài lộc cho đồng vuông này. Thank you.
Thank you.